chưa bao giờ nhìn thấy cái lòng non như này. Trông ngon mà dày lòng nhỉ. Bây giờ nhìn dày ui. Vừa dài vừa dày. Cái này cái lấy cái thước rút đoa chuẩn nhất ấy. Bà lão cái sản phẩm biểu thiết canh này có đông đấy. Đông lắm. À. Đúng không? Này có kỹ sư đánh cho các bác nhé. Đó cả. Đó là mà cái đi dễ đồ hơn cái này. Ừ, anh không được, anh cứ bỏ mà không được. Đấy chưa? Đúng rồi. Xin chào bà con nhé. Tình hình bà chị tôi đã nuôi được 30 lần sạch này. Chỉ ăn bỗng miền cắm ta thôi. Thế thì hôm nay là chuẩn bị là chị thì là cho mấy chị em chung. Bây giờ thực hiện chị em tôi là giữa chuồng bắt đầu mình cho ăn nhé. Xong mình cân, tức là ở đây thì cứ bán lo cân lo, cân lên không bắt đầu sáng mai là bắt đầu mới thứ nhất gì thôi. Này cũng tương đương, nhưng hai con này nó dài rồi nó lắp cân này bên này. Tạo ba tạo tư nhỉ? Ba tư còn thế phải xít tạo hả? Toàn bỗng cái cắm ca thôi. Đây, đây này, đây, thế đó cho ăn, thế này mình cho ăn nhá. Đây chú em là hay bán là hơi lo. Này là mút thôi. Này là mút lo thôi mà đấy đâu. Vâng, tình hình lợn gà ăn xong bây giờ thì mình cân nhá. Cân xong rồi đấy, sáng mai bắt đầu thịt sớm. Làm lúc nào nó có 22 cân. Cân này mai không phải cân nữa à? Thế là bao thế là bao cân? Một tạ 22 cân. Trừ bì chưa? Trừ rồi, một tạ 44 cân. Một tạ 42 cân. À 44 cân. Trừ 22 cân. Trừ 22 cân bì. Còn tạ... một tạ mà 22 cân. Vâng thôi, thế là cho mình về đi. Cần 5 đồng một đỗ. Nhớ đằng mới tìm một cái rách. Nhà đi cháu đồng lên. Tìm mấy cái về đây. Rộng rách nữa rồi này. Đây ôi, cái cây sương sông nó cứ trồng một cây mà nó đẻ hàng bao nhiêu cây. Lợn ngon là rau cũng ngon. Không hành nữa các bác ạ. Hành nữa các bác. Vâng, đây là hành của nhà các bác ạ. Cái gì cũng có nhà hết, thơm lắm. Thằng sâu này anh em rồi, khi trước thì cháu kiến là mẹ nóng lắm. Đây nhá. Dứa rồi. Đây nhá, thảo thành nhá. Rồi. Đây anh em tôi cẩn thận sạch sẽ mà. Nước sôi là tráng thau, không bắt đầu mới chọc tiết. Để hôm nay anh tôi còn biết được. Chỗ này là tiết canh. Anh cứ giữ yên để tiết cho luôn đây nhá. Cho luôn đây đừng gái ra ngoài, biết dính. Ba mát đây. Tức chưa? Ừ. Chắc cái gì? Ba nhà. Bốn nhà. Thật mà bốn nhà ba. Cái nhảy bái lắm mà. À nó cũng. Dạ gió rồi nó trần lấy cái. Bây giờ cứ hái mấy chốc đấy là nhiều lấy tí nhỉ. Cho tăng lên. Không thế là nhiều rồi, không thích. Chốc. Có cái bì lợn ăn ngon chứ. Đấy. Thì mới là cái thời gọi là nặng nhanh nhẹn nhất. Chứ còn đã già rồi là nặng lợn khác. Anh em đó là em làm cả khuôn được cho em kêu. Không phải em làm rất là cẩn thận và nổi tiếng đấy. Chứ còn nhiều người làm kiểu chị em tôi mỗi người công đoạn nhé. Bắt đầu lợn cạo lông thì chị em tôi bắt đầu cấu vặt hành húng. Không còn công tác thì mà mua dây điện thế nào nhá? Cũng đời đời đâu. Cái này chỉ mất tiền dây điện thôi, còn ở đây có điện đâu. Đây giữa thành điện thôi nhỉ? Đấy, đấy là kéo đi còn gì nữa. Có phải không? Đúng rồi. Mình nghĩ nó kéo nó là kéo. Đúng rồi, cứ ngồi. Bác ơi, hay lên nhà cái lên cái giữa nước ấy trên kia kìa. Đấy, máy này. Tình hình con lợn to quá, anh em tôi phải bỏ làm đôi nhé. Khênh. Đấy. Cái này là cây ấy đi. Cái này là cây đi. Kiểu gần chút phéo đây gì. À thế ăn bã đậu là lòng bóng anh đấy. Không biết chứ, chứ toàn cám với bỗng rượu thì... Nó khác. Nếu mà bọn hai nước mà thằng nào mần khóc nữa là chú dầu rồi chú vó ra mần chứ. Ừ, để tiến. Bây giờ cứ bảo đây. Chính vì em cũng không thương vì sang tận nơi thằng nào chính phải đâu như thế. Sợ tạo thì mình chết rồi, mình tạo sợ ở đây. Ông đi chọc của mình ý. Về bên cái món nòng này toàn chị em thôi các bác này. Về bên là băm chặt nữa này. Toàn U 60 thôi. Thợ cá là xong rồi các bác này. Lòng mè xong hết đi. Nước cần sôi đó. Đó là cái pha đó. Trắng rồi. Chứ này trắng rồi đó. Con nào thâm nè. Cái này bắt ra là để tí nộp chung với phổi.
nó trắng lở lợn thế đâu phải là bất kể con nào anh luộc ấy. Đá chẳng quan giảm độ nhiệt mình nguội nhanh như thế này không cái vùng đấy ui nặng lắm đấy cho đầy cơ mà thế mà không nhau sợ cái vùng nó hở ra 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 bàn tay quá ta luôn là sao không khênh ra ngoài võ bỏ khênh ra ánh sáng nó mới trắng này sao nó lại xoăn tít vào đồ ăn này nhỉ bác hình như chưa bao giờ nhìn thấy cái nòng non như này trông ngoằn mà dày lòng nhỉ bây giờ nhìn dày ui vừa dài vừa dày đấy vừa dài vừa dày không nhỉ hết chưa hết rồi ừ. Dính luôn rồi nhá đó nó hết rồi chứ đồ luôn bác yên đi bữa cho ở đây vào thì khá xong nhỉ ừ. Bà Hai thái đi. Thái nhỏ thì thái. Thái thôi. Thái càng nhỏ thì tí nhồi càng dễ. Nhỏ thì mới chắc thật bà Hai. Thì vâng, thì cái cú nó mới nhỏ. Viên á. Niệm qua nhé. Vâng, riêng cái chỗ này nấu đánh tiết canh này, vừa sụn vừa thăn đây này. Còn lắm. Cái này chưa sống rồi, cái vụn vụn chưa. Đúng rồi. Lên viên. Thì tránh ra, tránh ra. Tránh tránh ra cho bác cắt. Được rồi. Cắt, cắt, cắt được khỏi riêng ra. Cắt khỏi ra. Cắt ngăn ra. Còn cái khoản tiết canh nó chín rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì mình vớt ra xong rồi. Cái nó nguội chuẩn bị này mâm nhân nhị đây cái thằng này ui giời vâng chuẩn bị công tác rồi đồng dạ nhé đây vừa dạ nhân rồi đỡ rồi ấy cũng phải 19 mắm tôm đầy đủ anh nhỉ đúng rồi mỗi cái khâu lòng này là quan trọng nhất đúng được rồi để tôi sát đâu không chân mà ui giời không chân đấy không nặng đừng chân nữa để tao lo ăn sửa ngon đấy thơm vậy ăn bỗng thịt cứ ngon thôi ăn cái ớt đấy nghe chưa biết rồi ngon ớt thức mềm mềm đá đấy đá một nửa này mà thôi trước khi nằm chuẩn bị cái lòng già này đây à tay hắn quả cam to à cây nhá mình vắt ở dưới cho nó có mùi thơm này cái tôi là mướn được đại ca này mãi ở bên trên tỉnh về đấy các bác mạo khê đường trèo chỉ có người ở trên tỉnh về mới làm được lòng lợn bản chế như này thôi muốn cho mỗi mình được lợn ngày ngày ông chết có người anh thế là thái thức canh anh em tôi là chuyên bây giờ mới mở lò thịt lợn rong nhé các bác nhá nên là bác nào mà có nhu cầu trâu quà đấy là alo cứ giải quyết alo alo cái là đêm hôm cả gà gái cái kêu đấy toàn đi thịt là anh em tôi đến tận nhà và thịt chia thịt xong này nhồi nòng xong cho các bác và luộc rồi còn các bác tự thái đấy. Không biết chia lòng thì anh cắt hỏng cả lòng ra có phải em ấy đâu ngon đi không cần nữa đây người ta làm tự làm nhanh không chung anh rồi anh sáng này tức là tất cả từ ấy trên cũng đỡ rồi hết dưới thì mọi người cứ đọc hết trên không chốc mới đọc đỡ nó đọc xe đây chỗ đọc đỡ chỗ đọc ấy rồi không quen dạ dày đi được anh nhỉ dạ dày lâu đấy ui gãy đũa gãy đũa ui gãy ngon quá dạ dày được không nào? Đây là tiết canh toàn thịt lặn các bác này, cũng họng này, đấy, cũng họng này. Đâu? Đây, đây, cũng họng nhá. Còn đây là thịt nạc nhá. Nhưng mà tiết canh giờ không cho uống rượu thì cũng không ngon. Không, thì có rượu mà cái đây là sụn nhé, sụn đấy. Hôm nay anh em ăn chuột. Hôm nay anh em mình đánh đúng mà. Ăn này rất là sợ. Ăn này là không có chỗ mà đổ đấy. Không có đổ thêm vài nữa. Thầm chữ ta hết chị em tí em thấy cầm nhân về thôi. Riêng bác thế này nếu mà phụ nữ nhờ thì bất biết cái gì cũng thái. Ui giời. Cho lòng vào đây. Lòng lòng đấy. Đây. Lòng gà nhé, giờ mới cho các bác nhé. Ui giời, sần nhiều nước thế này ấy. Vâng. Đời thỏ nha, tiết canh đánh đồng thịt nạc các bác này. Thế kinh.
Chinh ơi, chinh xong. Đây này, lợn ngon rồi, canh tôi cứ bọc ra từng túi một, từng tò túi này các bác. Ờ, à, xong lấy hành về đánh cái canh. Này nhá, lòng đun bếp củi các bác nhé. Vẫn bị sôi các bác ạ. Cái này phải đun nhỏ nữa, phải trông kỹ chứ không là nó sôi là nó cục. Anh gì vậy? Anh em mình được phải trực đấy. Thế các bác nhá, hành nhà nước đánh cái canh ấy nhá. Nó phải có cái canh, có hành nó mới thơm. Báo cáo bác ấy. Mà nó cứ nướng. Nếu ai mà không biết là không nướng là không có đâu, mà nướng bao giờ nó phải độ mềm nhá. Bóc quả hành nó vào lúc nhá, chứ đừng đứng ga là nó ép là vỏ ngoài chín vào trong là sống nhá. Lá to chưa? Ui, nước trong rồi. Xong chưa được, vì nó đâu sôi thế. Cái đuôi được rồi này. Đấy, bao hết được rồi, rất dễ cung. Dạ dày được rồi, nó cho đi, đúng rồi. Hai ông tuổi đấy dạ lại. Bây giờ đừng lặng vào tôi khánh nhân nhá. Cứ đi từ từ thôi nhá. Nếu mà không mở vung ra khách nó phụt khoái vào tay. Hành đấy này. Được cái rồi chỉ đấy, đúng đấy rồi. Đấy hai ông vớt ra đi. Tay đã bỏ cái đại yên. Không có, tìm tôi miếng. Người ta mở. Mở xem đó. Kính nhà tìm em. Thừa đấy. Thì em được làm cho lò anh ạ, đi nào không làm không? Ý là hôm chú qua đi làm cho lò chứ. Vâng. Em hôm qua đấy thịt ba con đỉnh nhất là ba con là tầm 9 tạ. 9 tạ. Tận cấn, nó nuôi quá lứa anh. Nó mỡ dày đúng như này. Ngồi thêm mới ngon. Mỡ dày này. Và em lấy họ mấy thằng bạn là mỡ đấy, mỡ. Sao nó thơm thế nhỉ? Thơm đi. Cái nòng rất, mùi rất đặc trưng nhé. Công nhận. Quá công nhận là cái mùi rất đặc trưng nhỉ? Thơm quá đâu. Thơm ngon, tinh khiết. Vợ, chú mấy? Vậy em bán nòng mà. Bán nòng á? Sao bán hai con đấy? Bán ở đâu? Bán ở Đình Bình. À Đình. Cái bình quân mỗi người 4 bát tiết canh vừa không chú quá? Mỗi người bát thôi. Không, nay ăn thoải mái 4 bát đi. Thôi thôi thôi. Thế rồi, ăn. Còn đẩy vả nó mất ngon. Cái gì cũng hút đi đi. Hết sạch rồi. Còn thái nhà thớt nó đẹp đi, ăn sạch sẽ đi. Ừ. Kỹ thuật làm nó đúng theo kiểu chuyên môn thế mà. Đấy là cái này là rượu buổi trưa đây các bác à. Ơi. Thiện tay bốc kem. Này kem quay xong xúc bảo chứ. Dạ. Đồ kinh. Cái này bói là cô sống rồi này. Riêng làm kinh nghiệm đấy. Khi là kim rất đau chín đấy. Gan này về mình thái là xong trần, à, thái mỏng là xong là cho nước sôi vào, đun nước lòng cho vào. Ừ, đấy là chuẩn nhất. Đấy chị chắc này thì chị ấy rồi. Thịt cũng đắt bằng lên. Ngăn. Thôi kiểm tra cười cái đéo. Thịt thấy bà. Anh chỉ cần gì nước lòng. Đấy kiểm tra dày. Chia xôi đá vào đi. Chia làm 8 rồi. Đúng rồi. Nó dày nè. Đấy mày không nhắc đấy. Đấy là mày chú bác. Đắt rồi. Đặt cái gì về. Thôi thế. Mình đánh 10 bát rồi hả? Đánh 10 bát rồi. Sao thế mà làm sao mà rơi cái gì đấy? Mà lướt xà vũ vào huyền. Thế là huyền mà chạy vào. Thế không ngồi đấy. Mà bà chạy vào đấy thôi. Thôi đánh bê cho nhà nó hơn. Không sang đây đâu. Hả? Cái này kể cả lấy cái thước rút đo chuẩn nhất ấy. Chín quả vào mồm xanh cái này. Còn có chục bát này, chục người đây đủ rồi nhé, là hết nhé. Còn đâu. Mấy đánh đi cơ mà Trinh có đánh ăn. Cái này cứ à, một à, nước sôi vào đấy hả? Một bát, một gì? Một sôi một tiếp. Thì lấy thêm một bát cho. Còn tí nữa còn đây, bảo lo lắm không lấy. Anh lấy còn tí nữa đó nhá. Anh còn tí nữa đánh. Chứ còn đây nữa thì đánh hết rồi. Anh cứ đánh nữa vào đây. Phải đâu? Sao?
Nhưng ý anh pha vào đây cho nó đấy đi. Ừ, đủ thôi. Nhờ loãng đi. Đại ca đây này. Như này vừa này. Đấy, cái nhà nào nhà đấy đâu. Đấy của nhà bà. Ừ, ở ngoài hiên thôi mà. Chứ ai ăn trong nhà đâu. Để cho nó sạch. Ủa, ăn ở đấy ghế cũng được. Ghế không đủ chỗ đâu. Đủ người ngồi. Lại còn ghế nữa. Chục người. Không, chứ. Còn ghế nữa. Lại đôi. Lại đôi. Lại đôi. Lại đôi. Lại đôi. Qua đấy, thịt bà đấy, đủ đi. Lấy rồi. Có thức của bà bái. Bà... Bà lão cái sản phẩm biểu thiết canh này có đông đấy. Đông lắm. À. Này có kỹ sư đánh nha các bác nhé. Này riêng tiết canh hôm nay là có kỹ sư ở thành phố về các bác. Úi giời ơi, nó đông đỏ này kìa. Trông ngon nhỉ. Giá trị. Hai còn tiết thêm mà lấy nước ra đây nhé. Mang này đánh thoải mái để ăn cho nó ngập cả chân răng này. Nhưng hôm nay là não thế bọn là hơi ít hành. Thì cái số nước. Đâu, em chia là mỗi người mình mới dày mỏng. Chia canh chê nhá, báo cáo bà con đấy nhá. Dạ dạ, vừa đấy, vừa lên là chuyển sang dưới. Giờ là tiết khác, bây giờ tiết dê là tiết lợn. Không con lợn này tiết canh ăn ngọt nừ đấy. Con lợn giỏi ông vừa. Rồi, đấy, vừa đấy là mục khác. Là mục khác hả? Đúng, cái loại này cứ... Cái loại này ăn với bẩn răng không cẩn thận này còn móc răng này đấy, tưởng... thôi chị không ngoan gì về. Không nhiều khi tắm trong quên mà quần là nhiều. Cái thái hộ đi rồi. Tìm được cái chuẩn đấy. Vâng, sau 3 tiếng đồng hồ nhé thì anh em chúng tôi đã quật được con lợn ra và thịt này chia nhà làm nhà lấy măng cả rồi. Còn nòng lợn tiết canh thì bây giờ anh em tôi mà bắt đầu đánh chén. Thế là mời các bác cùng ăn với chúng tôi bát tiết canh và uống chén rượu. Đây là tiết canh của nó là đây là bây giờ đánh hết toàn bộ là tiết canh này đấy, lòng của nó là rất ngon. Lòng này nó ngon không như lợn dân mình luôn nhá. Lợn này là nuôi dài ngày 18 tháng. Đây đúng là cái này chị ơi. Đây chị ơi. Đi ăn đi. Có mấy đâu hả? Anh ăn cái gì thì trước đi có con nó. Anh ăn cái gì qua đây, xin ngồi đây. Vâng. Anh ấy mày qua đó. Tiết canh không? Mày mày ăn thì gãy nhá. Không. Thế mày vào mày lấy ấy đi. Còn lấy cốc. Bà lấy cốc rồi. Thế kia ta tưởng mày cầm cốc. Thì có khi ăn tiết canh trước. Bác ở nhà bác ở kia thì còn nhiều. Đầy nữa, đằng nào cũng đầy nữa. Mày cứ đặt. Tao mới đánh được ra. Cứ đến nhau chứ rồi. À. Mời các bác nhá. Giặc coi. Không thế. Đùa. Ông đang đâu cứ đi bảo thế. Ông cứ nói thế chán. Nào, tí nữa bạn là cái tiết canh này trước. Tôi sợ đấy. Ông nói thế. Nhưng mà bên kia này cánh tôi này cái tiết canh ăn sau. Ăn sau. Ê, nó trời ơi đấy. Ăn đi. Có một đùi mà bao nhiêu người ăn để chắc thì đã ăn. Đấy, thịt xong. Cái đã chắc rồi. Rồi thì nhiều. Con này chúng lại nó nặng nó bán nó nãy. Con này phải hơi chút nữa nặng. Dạ. Một con này bán nãy nhiều lắm, để anh trả lại. Không chịu một đi ba đấy, bác nghe được chưa? Nhà anh Võ không bán nòng đấy. Một đi ba, rồi bây giờ mua một cối nặng khỏe cũng mua 70.000 tiền thịt. Thế một bát canh được mấy miếng thịt. Cái bác em như này, cái canh này, em ăn được miếng rồi này. Ăn này, bác không gì đấy.
Vẫn Đông Nguyên. Đông Nguyên. Đấy, 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 thế cái mày. Thế cái này đó đỡ. Đó mà cái đi, đỡ được hơn cái này. Anh không cần, anh cứ bỏ là không đỡ. Thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Còn đi ăn đấy, nữa, tung con này nữa. Ôi, mày vỡ trở tay thì vỡ cái bát thì thôi mà anh à. Đây, đây này. Ôi, kinh khủng ấy. Đánh quá trời. Sao chứ các bác ơi, bác anh ấy nhớ. Em ăn nữa bác rồi nhớ, bây giờ thì vẫn còn thì các bác nhớ em ăn nữa này, các bác nhìn thấy canh này. Em cứ trao ra xuống đó này, trao này. Đổ đây ấy. Không đổ, đổ hai thứ làm sao phải trao đấy. Thì em cứ trao này, trao cho lại. Không đổ. Đổ hai thứ đấy, cái canh em tiếp canh đánh theo anh phải không yên không? Ở trong nó có cái lưới đấy rồi. Không, lưới thì đâu anh nhìn nữa này, lưới thì em ăn phải cả lưới ở đây này này, em xúc đây có nhìn xúc nguyên xi nhớ anh. Anh một lưới này. Công này, đẳng cấp này. Chưa giờ mà không, hôm nay là anh bỏ. Em không được đấy. Đúng. Ông bỏ hay ông thế? Ông thế? Ông bỏ. À thì lần con bỏ là trẻ nó giỏi. Không phải. Em giờ đồ hôm nay là nó thấp. 12 nên sang bên này vô đàn bà tôi. Chứ còn bên nhà tôi là chết ở nút quảng cáo. Mà cái thằng Việt Nam này mình chết không nói thằng nhé. Em cả các người thông cảm nó thật luôn. Em chẳng nói gì đâu. Càng mà lỏng càng giảm đâu mà chặt chặt thì phải biết nó, thật ra là chính cái nào nhà nào bên đấy chả có biết. Ừ, em có biết đâu, thế biết có điếu có thuốc thế là sao biết ở đây thế là cho nó ăn có dặn nó nay vào đây không ngon của nó là nhiều lúc tôi không bắt nhàng bao 5 triệu biết được không đồng về chú như em là